Nhiều. Ê đuổi nó gì á, đừng có cho nó qua đi chị Công Anh. Nhẹ nhẹ thôi. Bẻ cây lại cho nó ăn đi. Bẻ chùm bua cho nó ăn đi. Không thôi dịnh đi nè. Dê này có nhiều sừng lắm. Nó bị cắm sừng nha hai ba đứa con. Tại sao con dê phải có sừng? Nó ăn lên đầu. Cái gì vậy? Con dê nó kiểu lần đầu được lên hình. Từ từ đừng có chạy, nó sợ. Tụi con chơi gà nó đeo lên cây không nhỏ này ăn mà giật nhé. Ê, nó biết quặng cây luôn kìa kìa kìa. Ừ. Ở đây cây nhóc nào quăng hết luôn. Cầm đi. Quay nó đi. Hả? Cầm. Rồi được rồi, nghỉ đi. Bẻ me nè. Tới đi, tới đó gì? Me, me. Phải giao tiếp ngôn ngữ về với nó mới lại. Dụ nó con kia lại. Đó rồi, nó chạy đi tới đâu á. Chờ nó đi. Chúng chạy dê.
cho con chùm này để dành đút dây con ăn. Không biết ăn hả? Con lá. Con này nè. Nó lị trong bồng chảy xe luôn. Nó xè quá đất. Kiếm nhắn cho nó đi. Nó lị nè. Mẹ. Mẹ. Kia kìa. Cầm đúc lên. Đi qua đây lấy cây kia.